Chỉ xét riêng cái mặt tiền 6 mét thôi cũng khiến cho khả năng thanh khoản của căn nhà này tăng lên thêm một bậc. Lý do là các chủ tịch bây giờ toàn đi mấy cái xe dài dài thôi các bác ạ. Nội thất căn nhà các bác xem và cảm nhận nhé. Rất nhiều không gian dành cho trẻ em. Phía đối diện có thêm một slot ô tô, vỉa hè, cây xanh và không gian thoáng dường như vô tận. Chúng tôi được sinh ra nhằm làm cho bạn hài lòng với những quyết định trọng đại của chính mình. Tôi không hứa sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn những căn nhà ngon bổ rẻ nhất thị trường. Nhưng tôi luôn nỗ lực để cung cấp các trải nghiệm chân thật, mang tính hiệu quả, tin cậy cho những vị khách hàng chính nghĩa. Chào mừng đến với kênh của Tùng Lâm Bất Động Sản Chiến Lược.